Đến bảo tàng nghệ thuật của Budapest, Đức Thánh Cha bắt đầu các cuộc gặp gỡ. Trước hết, Đức Thánh Cha gặp Tổng thống và Thủ tướng của Hungary. Tổng thống Janos Áder và Thủ tướng Viktor Orbán đón Đức Thánh Cha tại lối vào của bảo tàng. Sau đó tháp tùng ngài vào phòng hội Romanica. Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với Tổng thống và Thủ tướng và hai bên trao quà cho nhau trước khi chào tạm biệt. Món quà Đức Thánh Cha tặng Tổng thống và Thủ tướng là bức tranh khảm đá mài 35 x 60 cm về phép lành giáo hoàng tại quảng trường Thánh Phaero được làm theo bức tranh vẽ sơn dầu của Hippolyto Caffi vào giữa thế kỷ thứ 19 và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Roma. Sau khi gặp Tổng thống và Thủ tướng, Đức Thánh Cha đến gặp các giáo mục Hungary.